Upton Sinclair đã viết 48 cuốn sách và bắn ra trên 500 bài châm biếm. Sách của ông đã bán được 2 triệu cuốn ở Đức, 3 triệu cuốn ở Nga. Những chuyện có tính cách cấp tiến của ông có lẽ đã giúp cho cách mạng Nga thành công. Mặc dù ông là người Mỹ, mà sách của ông được hoan nghênh ở châu Âu nhiều hơn là ở Mỹ. Có lần tôi vào một tiệm sách nhỏ ở miền Nice, thấy sách của Upton Sinclair còn nhiều hơn sách của hết thảy các tác giả Anh Mỹ khác nhập lại. Tác phẩm của ông đã được dịch ra 44 thứ tiếng. Và có lần ông bảo tôi rằng chính ông cũng không biết hết những tiếng đó là tiếng gì và ở nước nào. Khắp thế giới, ông là nhà văn còn sống mà được nhiều người đọc nhất. Bây giờ ông 68 tuổi, và ông đã viết trên 50 năm, từ hồi ông 16. Ông đã viết hàng tỷ chữ, hơn số chữ trong Cựu và Tân Ước hợp lại. Vẻ mặt ông hao hao như ông Woodrow Wilson, và ông hăng hái nuôi một lý tưởng. Ông muốn diệt con ma nghèo, vì kinh nghiệm đã cho ông biết nỗi cay đắng của cảnh nghèo. Ông bảo tôi rằng, có lần luôn trong 6 năm trường, gần như ngày nào ông cũng bị cái đói gặm nhấm. Thân phụ ông là một người bán rượu whisky và nghiện rượu. Và hồi nhỏ khi ở Baltimore, rồi sau ở New York, cứ đêm đêm, ông thường đi kiếm cụ ông ở khắp các tửu quán, rồi đỡ cụ về nhà khiêng vào giường. Còn cụ bà thì móc túi chồng để lấy tiền giấu đi. Phải vậy thì hôm sau mới có tiền đi chợ. Gia đình đó nghèo tới nỗi họ phải sống trong những nhà cho mướn rẻ tiền nhơ nhớp, đầy muỗi dẹp, nghèo tới nỗi phải rời nhà hoài vì thiếu tiền trả, bị chủ đuổi. Upton Sinclair nhiệt liệt chủ trương sự cấm bán rượu mạnh. Ai ở vào cảnh ông mà không vậy? Rượu mạnh đã tàn phá gia đình ông và làm cho tuổi thơ của ông khô héo cằn cỗi. Ông bảo rượu mạnh đã làm cho hai người bạn thân nhất của ông chết yểu, tức Jack London và Eugene Dent. Ông cũng không uống trà và cà phê, mà cũng không hút thuốc. Mãi tới hồi 10 tuổi, ông mới được tới trường, nhưng đã tự học và biết đọc. Và trước khi vô trường thì ông đã ngấu nghiến hết các tác phẩm của Dickens và Thackeray, lại đọc mấy chục cuốn sách khác và một phần lớn bộ Bách Khoa Tự Điển. Mới vô trường được 2 năm, ông đã đủ sức theo ban đại học rồi. Hồi vào đại học, ông không có lấy một xu mà lại phải nuôi mẹ nữa. Vì vậy, ông phải vừa học vừa viết những chuyện cười ngăn ngắn cho các tạp chí rẻ tiền để lấy tiền ăn học tại City College ở New York và trường đại học Columbia. Mỗi đêm ông đọc cho người khác chép một chuyện dài 8.000 chữ, nghĩa là mỗi tháng ông vừa học vừa viết được một tiểu thuyết dài trung bình. Sức làm việc của ông thật kinh thiên, cả 1 triệu người không được một người như ông. Ở trường đại học ra, ông viết những chuyện kiếm hiệp hấp dẫn cho các tạp chí nhi đồng và kiếm được mỗi tuần lễ 14 anh kim. Số tiền đó đã lớn đối với một tác giả mới 20 tuổi. Nhưng ông viết không phải là để kiếm tiền. Ông viết với mục đích diệt sự nghèo bất công. Cho nên mặc dầu vợ thì đau, con thì nhỏ, một mình ông phải lo nuôi gia đình, mà ông dám bỏ số tiền đó, dựng một cái lều vải ở New Jersey và bắt đầu viết những tiểu thuyết tuyên truyền, những tiểu thuyết để cải tạo thế giới. Ông bỏ ra 5 năm soạn 5 tiểu thuyết, và 5 cuốn đó đem lại cho ông có 200 anh kim, nghĩa là có 40 anh kim mỗi năm, bằng số tiền ông kiếm được trong 3 tuần hồi ông viết chuyện cho trẻ em. Gần như lúc nào ông cũng chịu cảnh đói. Một hôm bà vợ vốn khao khát một chút xa hoa vào tiệm mua về một tấm khăn trải bàn sọc đỏ giá 1 cắt 6. Nhưng ông bắt bà đem lại tiệm trả và đòi tiền về vì 1 cắt 6
đủ cho cả nhà ăn trong một ngày. Tiểu thuyết thứ 6 của ông, nhan đề Rừng Rậm, được độc giả rất hoan nghênh và đem về cho ông 6.000 anh kim. Ông đem chọn số tiền đó tặng một hội ở New Jersey, một loại hợp tác xã văn nhân, họa sĩ, nhạc sĩ, mục đích là giúp đỡ lẫn nhau sống một cách tiết kiệm. Sinclair Lewis sống ở đó một thời gian và giữ việc coi lò, nhưng chắc chắn Lewis làm không được việc gì vì một đêm lửa trong lò bắt vào nhà và cháy rụi, thế là hội tan. Upton Sinclair luôn luôn là một nhà cải cách hăng hái. Ông và Ine Mulholland cầm đầu một cuộc biểu tình đầu tiên ở châu thành New York để đòi cho phụ nữ được quyền đầu phiếu. Ông luôn chiến đấu chống lại sự hạn chế sinh đẻ. Ảnh hưởng của Mather, một người chủ trương rằng sức sản xuất vật thực không theo kịp sức sinh sản của loài người nên phải hạn chế sự sinh đẻ để loài người khỏi chết đói. Và luôn 30 năm, ông là một trong những người chỉ huy đảng xã hội ở Mỹ. Khi ông muốn cái gì, ông nhất định theo cho tới kỳ cùng. Chẳng hạn một lần ông muốn học đàn vĩ cầm, ông tập mỗi ngày 8 giờ, gần như không bỏ ngày nào. Trong 3 năm, các người hàng xóm phàn nàn về tiếng cù cưa nhức óc của ông. Ông ôm đàn vào rừng, kéo cho chim và sóc nghe. Ông bảo tôi rằng, ông đã bị bắt 4 lần. Một lần bị bắt và nhốt vào khám 18 giờ ở Wilmington vì ông chơi quần vợt ngày Chủ nhật. Lần khác, ông bị giam ở Tom's tại New York trong 3 ngày. Vì ông lặng lặng đi đi lại lại trước phòng giấy của John Rockefeller. Lần thứ 3, ông bị bắt vì bán một thánh kinh cho sở công an ở Boston. Và lần cuối cùng, ông bị bắt vì sáng đọc Hiến pháp Hoa Kỳ trong khi đứng trước một tư gia mà trong tay có giấy chủ nhà cho phép đứng tại đó. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Upton Sinclair trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhân.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.